Đầu tiên Hiếu sẽ mở Illustrator của Hiếu lên nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng công cụ Rotate để vẽ logo Starbucks nha các bạn, đây là một nhãn hàng rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì để tìm được cái logo Starbucks, Hiếu sẽ vào đây, Hiếu sẽ tìm chữ Starbucks vào ha, vào phần hình ảnh các bạn nhé. Đây, đây là phần logo chính mà Hiếu tìm được, người ta đã vẽ trên mạng. Và đây là phần hình người cá mà đã có người vẽ trên mạng rồi các bạn ha, hình người cá. Rồi ok các bạn. Thì đầu tiên Hiếu copy cái hình đó vào trong AI của chúng ta. Hiếu xin lưu ý với các bạn rằng là cái hình này nè, chất lượng nó rất là cao. Hình này chất lượng của nó là 1680x1050 nha các bạn, nó rất là cao nha các bạn. Nên là Hiếu sẽ bỏ vào đây, Hiếu sẽ zoom vào thử coi. Rồi ok, nó rất là đẹp. Thì bây giờ đây là một cách rất là tà đạo ha, để chúng ta sử dụng một cái, xử lý một cái hình email như cái này vậy. Đây là một cái sự hình ảnh nha các bạn. Thì bây giờ đã cách để biến nó thành hình vector, chúng ta có một cách, đó là chúng ta nhấn vào hình này, chúng ta nhấn vào chữ email tray các bạn nha, nhấn thử vào email tray. Rồi sau đó chúng ta nhấn expand. Rồi vậy là cái hình của chúng ta đã biến thành vector 100% rồi các bạn ha, hình vector luôn nha. Đó, hình vector rất là tuyệt vời luôn, ảo diệu kinh khủng. Rồi nếu như các bạn nhấn vào đây, các bạn sử dụng cây đũa thần, các bạn nhấn vào đây ha, các bạn delete những phần này đi thì chỉ còn phần hình con người cá này thôi ha các bạn. Hiếu xin làm lại từ đầu nha các bạn. Đây, đây là hình nha. Có rất là nhiều kiểu image tray hay fidelity nè ha, chất lượng cao nè, chất lượng thấp nè, 3 màu, 6 màu, 16 màu ha, shadow gray nè, black and white color nè, logo nè, sketch art nè, suede nè, line art, technical drawing. Các bạn có thể vào đây, các bạn mò từng cái một ha. Nhưng với Hiếu, Hiếu kinh nghiệm đầy mình rồi, nên là Hiếu chỉ biết rằng là cái này nó sẽ tách ra thành hình image tray, Hiếu chỉ nhấn vào đây thôi. Còn nếu như chúng ta nếu mà muốn thử, chúng ta sẽ thử hết tất cả những loại này để chúng ta biết nha các bạn. Hiếu nhấn vào image tray, Hiếu nhấn một cái một thôi, tự động nó sẽ xử lý, nó biến cái hình này thành cái hình trắng đen, hình logo cho chúng ta luôn. Sau đó Hiếu sẽ nhấn chữ expand nha các bạn, nó sẽ expand nó ra ha. Rồi sau đó Hiếu sẽ sử dụng công cụ đũa thần Magic Wand Tool nè, Hiếu nhấn vào phần đen của chúng ta và Hiếu nhấn chữ delete, nó sẽ delete hết tất cả những phần nào đen trên người con này ha. Vậy là sao, chúng ta đã có một con người cá rồi ha, một cái hình con người cá bằng vector. Rồi ok, bây giờ chúng ta coi nè, hình con người cá này bị nhốt trong một cái hình tròn màu đen. Hiếu sẽ vẽ một hình tròn màu đen ra, màu đen đúng không? Rồi ok, và cho nó nằm dưới. Ok, Hiếu canh giữa hai con này. Rồi, chính xác chưa các bạn? Chính xác chưa? Chưa chính xác đúng không? Cho nó nhỏ lại chút xíu ha. Rồi ok, Hiếu cho nó nằm xuống dưới. Gần như là chính xác rồi. Hiếu cho nó nhỏ thêm một chút xíu nữa, cho xuống dưới. Rồi ok, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có phần lồi ra phần như thế này ha các bạn ha. Rồi ok, đây là cái phần này là chưa chính xác lắm. Thì bây giờ nếu như mà Hiếu cho, thì bây giờ Hiếu sẽ chỉ cho các bạn cái cách như thế này đây. Chẳng hạn như khi mà chúng ta có một cái hình như thế này, để mà cái hình con người cá này nằm lọt thỏm ở trong cái này, thì chúng ta có hai cách. Một á, là chúng ta sử dụng Shape Builder Tool đúng không các bạn. Chúng ta bỏ phần này đi, nhấn Alt+A, chúng ta bỏ những cái phần thừa này đi ha. Ha. Còn không, Hiếu làm một cách thứ hai. Đó là cách gì? Cách dùng Clipping Mask đó các bạn. Đầu tiên Hiếu sẽ, các bạn hãy tưởng tượng như là Hiếu sẽ nhốt cái con người cá này vào trong lòng cái vòng tròn như thế này ha các bạn. Hiếu xin copy ra cho các bạn dễ thấy. Đây, cái vòng tròn này sẽ nằm đỉnh trên con người cá. Hiếu cho cái vòng tròn này nhỏ lại chút xíu ha. Và đây con người cá nằm dưới. Hiếu chọn hết hai đứa. Hiếu nhấn nút phải, Hiếu nhấn Make Clipping Mask. Thì sao? Con người cá này lập tức nằm trọn vẹn trong vòng tròn nha các bạn. Nha. Lập tức nằm trọn vẹn trong vòng tròn luôn. Ngay cả phần đuôi thừa này cũng bị nằm luôn ha. Hiếu làm lại các bạn ha. Nè, đầu tiên nè, hai cái này ha. Hiếu muốn cái nó nằm trong cái nào thì cái đó phải nằm lên trên ha. Cho vòng tròn nằm lên trên con người cá. Ok, chọn hết hai đứa, nhấn nút phải Make Clipping Mask là con người cá lập tức nằm trong vòng tròn luôn ha, mất ngôi sao luôn các bạn. Rồi ok, cách này hơi thô bạo nhưng chưa chính xác lắm ha các bạn. Rồi ok, Hiếu sẽ cho cái vòng tròn này to ra một chút xíu nữa và cho cái con này nó nằm dưới. Rồi ok, Hiếu chọn hết Make Clipping Mask. Rồi ok, nằm trọn vẹn hết tất cả, có ngôi sao và có đuôi luôn rồi ha các bạn ha.
Vệ sinh xóa con này đi. Rồi, vậy là được một con. Khoan, tuy nhiên con này lại nằm trong một cái viền đen nữa, thiếu xe vào của phần transform này, thiếu coi cái vòng tròn đó. Cái độ dài của nó là 350,862 mm, thiếu xứng Ctrl C đó. Thiếu tạo một vòng tròn y chang như vậy. Ctrl V nó ra, Ctrl V nó ra. Ok. Ha. Thiếu tròn màu đen nha các bạn ha. Và thiếu cho nó nằm dưới và thiếu canh giữa nó nha các bạn. Vì cái vòng tròn hồi nãy mình đo kích thước chính xác cho nên là sao? Con người cá này nằm lọt thỏm trong cái vòng tròn này luôn ha. Và thiếu rút nó lại. Rồi ok. Rút nó lại. Rồi xong thì chúng ta đã xong cái ruột rồi. Tới phần cái phần viền ở ngoài. Đầu tiên thì sẽ vẽ một vòng tròn ra. Thì sẽ coi cái arbor này là kích thước bao nhiêu để hiểu làm cho chính xác được nha. 55,63 ha. Rồi hiểu sẽ chọn ở bên này, hiểu cũng sẽ chỉnh y chang vậy, 55,63. Enter rồi ok. Hiểu sẽ sử dụng công cụ chích màu, hiểu nhấn Y ha. Công cụ chích màu cũng nhấn Y, hiểu chích vào đây để lấy màu của nó ha các bạn. Sau khi chỉnh thì hiểu qua phần color để hiểu coi. Phần này 89,41 chúng ta phải tăng lên 90 cho tròn. 36,08 chạy xuống còn 35, 72,55 chạy xuống còn 70. 25 chọn xuống còn 25. Thì đây chính là màu chính xác của Starbucks ha các bạn. Tất cả các con số ở đây đều phải là con số lẻ, con số chẵn luôn ha, 0,5 ha các bạn ha. Rồi ok. Đây sẽ là phần nền ở dưới cùng. Chúng ta phản ánh tiếp theo, đây là một phần viền ha các bạn ha. Chúng ta nhấn Ctrl C, chúng ta nhấn Ctrl F để tạo lên một cái con nữa nằm bên trên, và chúng ta nhấn Alternate và Shift cho chúng ta thu nhỏ lại. Yếu tố màu trắng cho các bạn thấy. Rồi ok, đã có một phần màu trắng nằm ở trên phần màu này rồi ha các bạn ha. Rồi bây giờ nếu như bây giờ Hiếu đổi cái này thành đường thì sao? Hiếu đổi cái này thành đường thì chúng ta thấy có một cái đường màu trắng nằm đây đúng không các bạn? Còn khá nhỏ ha. Hiếu sẽ tăng cái đường này lên. Tăng cái đường này lên các bạn ha. Rồi gần giống như các bạn. Tăng cái đường này lên. Rồi ok, chính xác. Rồi sau khi tăng cái đường này lên, Hiếu phải làm gì các bạn? Xử lý cái đường này nha các bạn. Chúng ta sẽ vào Object và Expand Appearance. Object nè, Expand, sorry. Object và Expand nha các bạn. Để chúng ta biến cái đường thẳng này thành cái vector nha các bạn. Ok, rồi đó đã thành một cái shape rồi nha các bạn. Nó không còn là đường thẳng nha. Hiếu xin nhắc các bạn là luôn luôn phải làm cái lệnh này nha các bạn. Khi một đường thẳng, bất kỳ một đường thẳng như thế nào ha, như thế này, 16 point ha, các bạn phải biến nó thành vector bằng cách expand nó nha các bạn. Ok, thì nó mới sẽ không bị biến dạng trong quá trình sau này. Nếu chúng ta không lưu ý thì mai mốt nó sẽ bị biến dạng các bạn. Rồi ok, tiếp theo là phiếu thứ Ctrl C và Ctrl F nó nữa để cái thu nhỏ nó vào. Ok các bạn, à phần này không đúng rồi, thì sẽ làm lại. Thì sẽ Ctrl C và Ctrl F cái này, thì cho nó nằm đây và sẽ đổi nó thành màu trắng, à viền trắng luôn, và sẽ cho nó thành bao nhiêu, à mình canh sao cho nó vừa gần bằng cái trên ha. Rồi ok, Object Expand nó luôn. Ok, Object Expand đó. Ok, rồi ok, đã được hai cái rồi ha. Rồi tới cái con Starbucks này nằm ở bên trong cùng nữa là xong. Rồi nó sẽ nằm ở giữa. Khoan, tôi sẽ cho nó nằm bên trên cùng. Canh giữa nó. Canh giữa nó. Rồi ok. Và kéo cho nó bằng ra một chút xíu thôi. Rồi ok, chính xác. Vậy là chúng ta đã có gì? Phần này rồi. Ok, phần này chúng ta canh giữa thêm một lần nữa cho chính xác. Rồi ok, tôi sẽ rút nó lại. Không bàn nữa nha các bạn. Tôi sẽ rút nó lại. Ok, tiếp theo đó là phần chúng ta sẽ học ngày hôm nay, đó là phần rotate nha các bạn. Và sử dụng công cụ tile để vẽ cho hình tròn nha các bạn. Rồi ok. Thì công cụ rotate là công cụ như thế nào? Hiếu sẽ vẽ một ngôi sao ngay đây thử. Vẽ một ngôi sao màu trắng ha. Hiếu canh giữa. Rồi đây. Hiếu xin giới thiệu với các bạn, đây là công cụ rotate của chúng ta ha. Chúng ta chọn rotate tool. Chúng ta chọn ngôi sao trước đã, chúng ta chọn công cụ rotate tool và chúng ta canh ngay tâm của hình tròn. Tâm của hình tròn ha. Sorry, bây giờ Hiếu không biết tâm hình tròn nằm đâu, Hiếu sẽ nhấn Ctrl R để Hiếu tìm tâm của vòng tròn ha. À, tâm vòng tròn nằm ngay đây, Hiếu sẽ kéo một đường thẳng xuống.
Hiếu sẽ kéo một đường thước kẻ xuống đây. Đây rồi một cái Hiếu nhấn vào vòng tròn và Hiếu kéo một ngay đây và một cái nữa. Rồi nếu như mà muốn chính xác, các bạn muốn chính xác á, thì các bạn có thể canh bằng cái này luôn cũng được. Rồi ok, cái này là cực kỳ chính xác luôn. Rồi ok, sau đó Hiếu sẽ khóa cái gai này lại luôn ha, để cho khỏi gì. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục nè, xài ngôi sao ha. Chúng ta chọn công cụ rotate, chúng ta nhấn alternate vào tâm, ta nhấn alternate vào tâm nha các bạn, nhấn alternate. Rồi Hiếu ở đây Hiếu chọn là 30 độ, các bạn coi nha, 30 độ. Hiếu nhấn preview, à các bạn thấy là 30 độ là ngôi sao nó bắt đầu quay 30 độ. Sau đó Hiếu sẽ nhấn copy là nó sẽ copy ra một ngôi sao nữa đúng vào vị trí 30 độ. Hiếu sẽ nhấn Ctrl D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi ok, vậy là sao, chúng ta đã được một Starbucks có rất là nhiều vòng tròn ngôi sao quay xung quanh ha các bạn ha. Rồi ok, nếu như các bạn không kịp các bạn có thể coi lại clip này tại nhà nha. Ok, Hiếu sẽ kết thúc cái phần rotate tại đây. Tiếp theo đó là phần làm về cái phần chữ của chúng ta ha các bạn ha. Đầu tiên Hiếu sẽ vẽ một vòng tròn và Hiếu canh giữa nó. Để canh giữa mà nó không có chạy tâm của cái này, Hiếu sẽ nhấn alternate vào đây ha. Hiếu chọn hai cái, đầu tiên Hiếu chọn hai cái, Hiếu nhấn alternate vào cái mà mình muốn giữ nè đó, và Hiếu bắt đầu Hiếu canh thì cái phần vòng tròn thứ hai nó sẽ đi theo cái phần vòng tròn ở dưới mà mình giữ lại ha các bạn ha. Rồi Hiếu chuyển nó qua thành viền ha các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn coi cái chữ Starbucks này nó nằm ở phần phía bên này, Hiếu sẽ cho nó nhỏ lại ha. Rồi ok, Hiếu sẽ chọn T Type on the Path Tool, Hiếu nhấn vào đây. Rồi ok, đã ra rồi, chọn bự lên ha, Hiếu nhấn đánh chữ Starbucks. Font Arial, maybe Hiếu không biết được cái font này font gì, và cho size nó to lên. Rồi font này hình như chưa đúng các bạn ha. Rồi cho nó màu trắng, rồi và nằm nhỏ trong chút xíu nữa. Rồi ok, các bạn thấy là cái khoảng cách này nó vẫn còn hơi xa, Hiếu còn chọn character ha, chọn cái khoảng cách này cho nó nhỏ lại chút xíu nữa và sẽ thấy những cái chữ này nó dồn lại ha. Rồi trừ 20 nữa đi ha. Ok, ta canh bằng ta, canh bằng mắt hết các bạn ha. Rồi ok, vậy là chúng ta đã được chữ Starbucks rồi. Còn chữ coffee chúng ta làm sao, chúng ta những anh ta nói chúng ta copy chữ Starbucks này ra, chúng ta sửa thành chữ coffee coi. Rồi ok, rồi bây giờ cái quyền quan trọng của chúng ta là làm sao để đẩy cái chữ coffee này vào trong. Thì các bạn đã coi đây, chúng ta có 3 điểm neo nha các bạn, chúng ta có 3 điểm neo đây nè. Khi mà chúng ta sử dụng một trục đen, chúng ta nhấn, chúng ta sẽ thấy có 3 cái điểm neo ở đây. Một điểm ở đây nè, một điểm nè, hai điểm và ba cái điểm neo. Chúng ta nắm bất kỳ một trong 3 điểm neo, chúng ta kéo vào bên trong vòng tròn thì chúng ta sẽ thấy cái chữ coffee này nó chạy neo ha. Đó rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta canh đó. Chúng ta canh nó xuống các bạn. Rồi ok, nó có 3 điểm neo, chúng ta phải biết là cái điểm neo nó như thế nào, chúng ta canh nó ha. Đó là chúng ta đây xuất hiện điểm neo rồi đó. Rồi ok, vậy là sao, cho cái coffee này nằm ở giữa hình tròn này luôn. Rồi đúng không? Vậy thì bây giờ nè, các bạn thấy cái chữ E này nó phải trùng với cái phần này của chữ S đúng không? Chúng ta nhấn alternate shift, chúng ta kéo to ra. Rồi, nó đã trùng với phần ngoài rồi. Nhưng cái phần này trở nên quá rộng, chúng ta phải cho cái phần này nhỏ lại. Rồi, nhỏ tới khi nào? Nhỏ tới khi nào cái đầu chữ E này đụng với cái đuôi chữ S nè. Chúng ta nhấn vào, chúng ta thấy nè. Nè các bạn ha. Rồi, ok, chính xác. Chúng ta kéo nó qua chút xíu thôi là được. Chúng ta chú ý nha. Chúng ta chú ý nhấn các điểm neo cho chính xác nha các bạn. Đó. Coffee. Và cái việc này phải canh bằng mắt ha các bạn ha. Rồi ok, bây giờ chỉ còn hai ngôi sao thôi, chúng ta tạo ngôi sao. Vì ngôi sao này nó thẳng ha, cho nên chúng ta phải nhấn vào ngôi sao hai lần. Chúng ta thấy cái radius, cái point của nó là 5 cánh đúng rồi. Radius 1 là 30, radius 2 bây giờ Hiếu để cỡ 12 được coi. Ok,
Vậy là đúng rồi, nó ra được một ngôi sao rất là thẳng ha. Chúng ta cho vào đây và chúng ta nhấn anh nói chúng ta kéo qua đây, nhấn shift anh à, nhấn shift để chúng ta kéo qua thứ hai gài đi. Vậy là sao, chúng ta đã được một logo Starbucks gần như hoàn thiện và chính xác tới 98% ha các bạn ha. Vậy là phần hướng dẫn của Hiếu tới đây là hết. Các bạn nhớ lưu ý các phần mà Hiếu hướng dẫn ở trong đây nhé. Thứ nhất là phải sử dụng image tray ha. Thứ hai đó là phần vẽ các vòng tròn ha. Thứ ba là phần expand. Thứ tư là phần rotate ha. Rotate, sử dụng rotate để mà quay. Thứ năm đó là phần vẽ chữ ở trên một vòng tròn. À, bài học chúng ta đến đây là hết. Hiếu xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thank you for watching.